and gentlemen, introducing Ryan and Hanson. They are about to perform a tribute to the band Modern Talking, and they will be reproducing some of their top hit songs with a fantastic modern take. So let the countdown begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. My sexy, sexy lover, I wanna be your cover. There's no other who's breaking apart. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a trap. Are you boys ready? On your mark, get set, go! We can win the race. Take the chance, take the chance. We can win the race. You can win, you can win. Oh, come on, we can win the race. Oh, we fight just face to face. Oh, see, we will win the game. Again, again, again. We can win the race. Okay, party people in the house. Check it out, check it out. Here we go, let me say it. Tax on wax with the DJs, one click. The front to the front and the back to the back. And the hip to the hop and the rhyme to the rap. Every single line on time you admire stays in your brain like earth, wind and fire. Here I am all the time, girl, you know me. I must admit, I'm the real Brother Louie. Brother Louie, Louie, Louie. Crying in the night for you.
with a millionaire. You think it's love, but he don't care. And one of these days, you're gonna be surprised. Oh my God, you really think you have it made? Your heart is won with first class expenses paid. You drink champagne in caviar, a color TV in the back of your car. But one of these days, you're gonna be surprised. Time has never made a lady lover or a friend. I know it. Time has never made a lady. All your dreams will end. I know it. You're my heart, you're my soul.
holding you forever. Stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. You pack your things in a carpet bag, left to never looking back. Rings on your fingers, pain on your toes, music wherever you go. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl for me. Rings on your fingers, pain on your toes, you're leaving town where nobody knows. You can win if you want, if you want it you will win. On your way you will see that love is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you got a brand new friend for your life. You can win if you want, if you want it you will win. Oh, come on, take a chance for a brand new wild romance. Take my hand for the night and your feelings will be right. Hold me tight, high. Hồng Sắc, Ánh Hoàng hân hoan chào đón tất quý vị đến với chương trình Hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới 2016 được tổ chức tại Las Vegas. Thưa quý vị, người ta thường nói rằng khi quý vị đến Las Vegas, quý vị có thể tìm thấy rất nhiều những nền văn hóa ở tại nơi đây để mà thu hút khách du lịch. Họ đã tạo nên những sòng bài có nền văn hóa của Ai Cập cổ đại, của La Mã cổ đại, của Hy Lạp cổ đại, nền văn hóa của Pháp, nền văn hóa của Hoa Kỳ, vân vân và vân vân. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng, nhìn ngắm và thưởng thức nền văn hóa của dân tộc Việt Nam tại Đại Hí Viện của Sông Bài Venetian trong chương trình Cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới năm 2016. Và kính thưa quý vị, Trung tâm MC Entertainment hàng năm lần được tổ chức những chương trình Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới nhằm mục đích tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt Nam cũng như bảo tồn văn hóa của người Việt chúng ta tại hải ngoại. Và qua những chương trình này thì chúng tôi muốn đem lại nền văn hóa Việt Nam gần hơn cho những thế hệ trẻ đã sinh trưởng và lớn lên tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị vừa theo dõi và thưởng thức phần trình diễn mở màn của Hanson và Ryan với vũ đoàn MC Entertainment cùng với 16 thí sinh, 16 người sẽ tham dự cuộc tranh tài buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời quý vị một tràng pháo tay thật to cho tất cả các performers và dancer. Và kính thưa quý vị vừa thấy sự trình diễn rất là nóng bỏng của đôi song sanh. Hai anh chàng này cứ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đều đem những cái bài nhạc, những cái vũ điệu, những cái điệu nhảy rất là nóng bỏng đến trên sân khấu. Và đây là một trong những bài rất là tâm huyết của Ryan và Hanson. Và hai cái người ca sĩ này như quý vị biết rằng là được chọn mở màn hoài. Đúng rồi đó. Được chọn mở màn hoài. Và kính thưa quý vị, trong